Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn điền số thứ tự tự động cho một Excel. Thì ở đây mình sẽ có một cái danh sách. Bây giờ đối với cái danh sách ngắn thì mình có thể đánh 1, 2, 3, 4 nó ngắn. Còn danh sách quá dài thì sao? Chúng ta có cái cách hai cách để mà điền số thứ tự. Thứ nhất, các bạn có thể gõ vào cái ô đầu tiên làm số 1, sau đó bạn rê chuột để vào góc phải phía dưới của cái ô số 1 đó. Khi mà nó hiện cái dấu cộng màu đen, chúng ta giữ Ctrl và chúng ta kéo xuống. Cách thứ hai, chúng ta có thể đánh số 1, số 2 và bôi đen 1, 2 để ở góc phải phía dưới số 2 và chúng ta đè Ctrl, nhấp chuột trái 2 lần. Như vậy thì nó sẽ tự động điền đến cuối dòng luôn. Những cách này thì nó nhanh hơn, khó phải kéo. Rồi, cảm ơn các bạn.